coming for you. Hey. Sau lửa tiếng 15 người mới vật được con lợn. Chú tao đâu? Rồi chú bạn Trương đấy. Đấy ca. Chết mẹ mày, thế là mày đấy. Bắt dưới. Chú bạn Trương bắt đỏ ấy. Mẹ nào chưa thịt có rán như này à? Chưa thịt có rán như này riêng anh thì đang chỉ thịt điện anh trả cho anh bắt con này liệu đến 5 tạ sáu rồi tầm 2 tạ 6 rồi con dây đưa đây đâu bộ có chân à là hết lẫy. Toàn thợ ba toa mà nên lửa tiếng mới bắt được con lợn này, sợ thật ý. Tô cái chân thứ không vọc vướng trước à. Hai chân trước. Ngã phát bên trước là trước. Đồ vào cáng à? Đồ cáng đến con lợn cáng. Dây này bùng mẹ ăn là được. Thứ thứ cả cáng nó còn nó dây kia đâu. Dây nữa đâu. Không chơi đã, một chân trước. Một chân trước. Dí đuôi buộc không? Độc vào kia thích dí điện. Dí đeo buộc ở đây là chết. Người ta nói không có dí. Chạy thêm một đường nữa. Chỗ cái gì có đất dây thôi. Càng dễ càng chắc. Nó chưa cân cá. Chào tất cả các bạn. Hay đi sang ăn đụng thịt lợn. Dịch Tết buồn quá, tập trung thịt con lợn ăn Tết cho nó đỡ buồn. Làm con lợn rừng ơi, tạ 7 ăn chơi. Lợn gần 2 tạ đấy. Đấy. Lợn này là lợn rừng nhưng mà lại sống dưới đồng bằng. Có phải không bác? Lợn rừng nhà nuôi thả vườn. Không phải lợn bắt ở rừng. Lợn gần 2 tạ đấy. Đồng ác chiến. Năm nay Tết thì nhà nào ở yên nhà đấy. Đúng không? Thịt lợn này thì xào xào lấu lấu lướng lướng là ăn xong lại ngủ. Thế thôi. Trên con lợn ác chiến. 7 người bắt tiếng rưỡi đồng hồ mới trói xong. Mới khét tí. Khênh được ra đấy cũng phải hơn tiếng nhỉ? Hơn tiếng. Bạn này là cũng 3 lông ấy, phải không? Nốt là con cong hết lên rồi này. Đây là chút nữa nó dẹp nào. Lan của thằng cháu. Chuồng cọp.
đi câu cá nhưng chưa hôm nào sang câu được. Mai không lỡ kịp tiết. Cáo này là lên cả lông như vậy anh? Hết lông. Chứ không đất đúng không? Đất đâu được. Rau tiết mục lòng lợn. Lòng lợn nhưng mà không tiết canh đúng không? Không. Ông bạn. Ông bây giờ ăn. Bây giờ ai ăn tiết canh nhá? Có vụ ăn tiết canh bị bị sao nhỉ? Người ta thì ở trên huyện đấy. Mình vừa chở chú trừ bát giới này về này. Giờ ô xin giá rẻ đang lọc. Này tí phải phân phát cho mỗi người mấy cân chứ không thì nhà ăn ra hết rồi. Rất là lạc. Nòng nước ở dưới đấy cho chúng có làm đấy tí. Làm cũng chỉ làm bữa. Quán đậm. Sau mỡ nó úp ở chỗ sườn này trong nền cũng lọc làm dễ. Cứ lọc dày dày ra chuyện, lọc sườn rồi dày dày ra. Không cần phải kỹ. Đằng nào mình ăn trước cả tết năm nay là covid này, tức mình hai cậu cháu làm con lợn này ăn chơi. Con lợn này đáng kể ra thui thì da nó ngon hơn, nhưng mà người ta bảo thui thì không để lâu được, để trong tủ lạnh không để lâu được. Thui thì chỉ có thí dụ mình treo các bếp mới biết còn được. Thịt con lợn chưa? Chưa. Trước ở đơn vị chưa đây. Chưa thịt. Thịt lợn. Ăn vẹ thịt, mình cho phải thịt.
tướng ấy, thịt lợn ấy. Cái này mà có rau màu thì nó dễ phải không? Đúng rồi. Nhưng mà dốc dốc vào những cái khe này chọc vào nó xía bát nó nhanh ra thì. Con này làm bằng nước lóng, làm lông bằng nước lóng không làm giò được. Giò phải cạo sống. Chính đấy muốn ra xanh xanh. Lạc, lạc, con này lạc. Mày kêu cái gì đây? Hả? Mày sủa cái gì đây? Cho ra mày cáu hả? Hai cái quất nhà mình từ năm ngoái đây này. Từ năm ngoái đến năm nay vẫn ra quả vẫn đẹp này các bạn. Trồng trong chậu ở cửa. Hôm nay vừa hoa vừa quả. Đẹp. Trước là quên không tưới nhiều, bón phân nhiều vào cho nên nó rụng mất nhiều. Từ lúc mình bón phân mới tưới thì còn quả nó không rụng. Ở đây là cây mai này. Tháp điện chụp ngày hôm nay rồi. 1 2 3 4 bóng điện. Tháp cả ngày lẫn đêm luôn. Cây này rất là nhiều hoa mà nhưng mà năm nay chắc là chỉ có để cho mình ngắm thôi chứ năm nay là dịch bệnh là chắc là cũng không có khách khứa gì đến chơi rồi đấy. Thì mai các bạn ở miền Bắc này là mai này, nhất là mai Yên Tử này, là những năm mà rét rét này thì kiểu gì cũng phải thắp điện thì nó mới lở kịp Tết được các bạn, không như trong miền Nam. Cũng như mai miền Nam, mai miền Bắc hầu như là chỉ có năm nào nó ấm, thật ấm thì có thể nó lở còn kịp Tết, đa phần là phải thắp điện. Đây này, mình thắp điện từ hôm rằm, hôm rằm bắt đầu mình thắp điện. Thế là mình thắp cũng muộn đấy, cho nên phải thắp nhiều bóng à. Cũng dở, bây giờ lắc đác là mấy bông, đó là kịp Tết thôi. Năm nay hoa hồng mà cũng đẹp đấy, rất là nhiều hoa. Rất là đẹp. Đây là cây nhài Nhật sẽ ra hoa đúng dịp Tết luôn. Nhiều hoa nhưng mà năm nay là mỗi tội là dịch thôi. Đấy các bạn xem này, hoa nhiều chưa? Chỗ này ra hoa nhiều chưa? Đấy. Thôi chào và tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc tất cả các bạn quá chuẩn bị đón một năm mới thật vui vẻ và ý nghĩa. Mặc dù nước mình đang tình hình dịch bệnh cũng đang căng thẳng nhưng mà chắc chắn là cũng đang khống chế dần tốt hết rồi. Quảng Ninh cũng vậy, đang khoanh vùng và khống chế được rồi. Hy vọng mọi người sẽ đón cái Tết thật đầm ấm. Chào tạm biệt các bạn, bye bye.